Xin chào tất cả mọi người. Trong kênh video của Thành Đạt ngày hôm nay á, thì mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn đến tất cả các bạn dòng bàn cắt giấy thông minh DSP DC20. Thì đây là một cái dòng bàn cắt giấy thế hệ cũng khá là mới và nó có nhiều cái chức năng cũng như những cái ưu điểm ưu việt. Như là cái bàn cắt giấy này mình có thể sử dụng tới hai mặt, tức là hai mặt bàn thì mình đều sử dụng được, và có nhiều cái lưỡi dao để mình cắt, và có thêm chức năng nữa là bo góc giấy. Và cái ưu điểm của cái bàn cắt giấy này nữa là nó cũng khá là gọn, nhỏ, tiện lợi để mình sử dụng trong văn phòng hoặc là trong các tiệm in dịch vụ ha. Thì sau đây mình sẽ khui hộp dòng máy này ra để cho mọi người cùng coi thiết kế và cái mẫu mã của nó như thế nào ha. Ok, nhà sản xuất thì đã đóng gói cái dòng máy này cũng khá là cẩn thận. Thì chúng ta có một cái lớp màng ni lông ở bên trong để bao phủ. Rồi, chúng ta thấy ở đây là hai mặt của bàn cắt giấy đều có tất cả các chức năng để chúng ta sử dụng, nghĩa là không có phần nào lãng phí hết. Và như các bạn có thể thấy, mình cầm được nó cũng rất là gọn, nhỏ và nhẹ để mình sử dụng ha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái mặt này của bàn cắt giấy trước. Mặt này thì nó có một chức năng duy nhất thôi, đó là chức năng cắt thẳng. Ok, đó là chức năng cắt thẳng của bàn cắt giấy. Ở đây chúng ta có thể cắt tới khổ A3 nha mọi người. Ở đây mình thì sẽ test thử cho các bạn thấy là mình cắt khổ A4. Rồi mình sẽ test thử vài tờ giấy để mình cắt ha. Rồi đưa giấy vào cái khay của cái khay của bàn cắt giấy. Trên mặt bàn chúng ta thấy nó có rất là nhiều các công cụ thước đo như là khổ B7 này, B6, A5, B5, A4. Rất nhiều khổ để chúng ta có thể đo và cắt một cách chính xác. Rồi, mặt bàn thứ hai. Đầu tiên, đây là cái ổ lưỡi dao này các bạn. Như mình nói ngay từ ban đầu á, nó có nhiều lưỡi dao với các chức năng khác nhau. Đầu tiên là nó có chức năng cắt thẳng, giống như là cái mặt bàn bên kia vậy đó. Thì cái mặt bàn bên này nó cũng có chức năng cắt thẳng. Rồi, chức năng thứ hai là nó sẽ cắt lượng sóng. Và thứ ba là chức năng cắt tước nét. Sau đây mình sẽ điều chỉnh từng chức năng để mình cắt để các bạn được coi ha. Đó là chức năng của ba cái lưỡi dao trên cái mặt bàn cắt giấy này. Và có thêm một cái chức năng nữa, đó là chức năng bo góc giấy. Rồi, bo góc giấy như thế nào? Ở trên mặt bàn đây, nó sẽ có một cái dụng cụ để bo góc.
ở phía bên trên như thế này. Rồi bo góc giấy như thế nào chúng ta sẽ cùng quan sát ha. Khi mà chúng ta đưa cái góc giấy vào bên trên và nhấn xuống, rồi giấy nó sẽ bo góc vo tròn lại. Mình sẽ làm lại cho các bạn coi ha. Rồi giấy đã được bo góc tròn như thế này. Tương tự như vậy các góc khác của tờ giấy á, mình cũng sẽ bo tròn lại. Rồi đây là tất cả những cái chức năng của bàn cắt giấy là mình đã giới thiệu xong. Trên mặt bàn thứ hai này nó cũng sẽ có đầy đủ các thước đo, các thang đo để khi mà mình cắt giấy á, mình có thể đo được ở trên đây một cách chính xác và thuận tiện. Rồi nếu như mọi người có quan tâm đến dòng sản phẩm bàn cắt giấy DSB DC20, vui lòng liên hệ tới hotline hiện ở trên màn hình. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh video của bọn mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.